Hello, xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán lại tiếp tục là bên đây thì hôm nay là cái phiên ngày 10 tháng 9 năm 2024. À, thì chúng ta thấy là kết thúc của thị trường thì à, thị trường cũng gọi là một cái phiên gọi là giảm điểm mình nghĩ là tương đối là mạnh. Rồi. À, nhưng mà khi kích hoạt à, như vậy thì chúng ta thấy là khi mà kích hoạt được cái bên bán đúng không? Kích hoạt bên bán thì dòng tiền của thị trường cũng vào khá là tốt. Đó thì cho nên mình thấy là thanh khoản của thị trường cũng tăng, à, ngày hôm nay cũng tăng trở lại. À, thì đầu tiên thì mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ thứ nhất là review lại thị trường và cũng như là sẽ đánh giá lại thị trường trong à, giai đoạn sắp tới thì mình nghĩ là cũng sẽ là cơ cơ hội hay rủi ro để chúng ta cần theo dõi ha. Thì à, đầu tiên thì ngày hôm nay thì của chúng ta là giảm 12,5 điểm thì nó tương đương với 0,99% thì gần 1% nha các anh chị bà. Thì về à, giá trị thì chúng ta là thị trường chúng ta tăng được lại 15.599 tỷ thì gần ở đây thì chúng ta thấy là gì à, thanh khoản nó cũng tăng tốt hơn khi thị trường có những cái sự rung lắc đầu giờ chiều thì cũng giống như là cũng thấy là đầu giờ chiều thị trường rung lắc thì à, cái thanh khoản vì nghĩ là cái lực mua hoặc à, cái lực bán cũng tăng lên thì cho nên là cái lực bán cũng mạnh và cái 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 cầu đặt sản ở những cái vùng giá thấp à, cũng được kích hoạt đó rồi à, và ngày hôm nay thì chúng ta là về nước ngoài cũng là một cái phiên mà họ bán mươi 387 tỷ thì chúng ta là bán mạnh như Masan, San MPT Vbank Hòa Phát rồi à, thêm những cái tác động thì các bạn các anh chị vẫn thấy là tới tận 320 mã giảm à, và à, 94 mà tăng À 943 tăng thôi thì gần như thì với 320 giảm này thì với 12 mã giảm 12 điểm như thế này mình nghĩ là cũng tương đối rồi. rồi. và các tác động thì chúng ta là đánh giá thì à, những cái mã tác động tiêu cực thì ảnh hưởng như là Vietcombank, BID, SSB, Hòa Phát, Techcombank, Công, Công Thương, Vĩnh và VRE. Ở cái chiều ngược lại thì chúng ta là như là Vietjet, Tiên Phong Bank, MBB Bank, BMB rồi tms bcm và stg là trong cái chiều tích cực ha rồi chúng ta nhìn qua một tí về các nhóm ngành thì uh, trong đây chúng ta là những cái nhóm ngành mà giao dịch nhiều của thị trường vẫn là như ngân hàng chứng khoán bất động sản và đặc biệt mình thấy là chứng khoán là một cái nhóm ngành giao dịch hôm nay cũng không phải là khá tốt nhưng À, cũng là một trong những cái nhóm ngành giảm mạnh đó mình thấy là một cái nhóm giảm mạnh so với thị trường chung đó. thì như vậy thì đối với dòng chứng khoán ngày hôm nay là giảm khá mạnh đó tại vì cái nhóm truyền thông này mình thấy là không có giao dịch nhiều lắm cho nên là chúng ta cũng ít để ý với những cái nhóm truyền thông rồi và tiếp theo đó là những cái nhóm mà giảm điểm nhiều thì các bạn anh chị cũng thấy là à, nhóm thép à, nhóm thép là cũng nhóm cũng giảm khá là nhiều À, và tiếp đến đó là những cái nhóm bảo hiểm và cái đà giảm mình nghĩ là cũng có một cái sự lan tỏa rất là nhiều chỉ có một cái nhóm bán lẻ là cái nhóm tay là khá là tích cực khi à, MDLG vẫn giữ sắc xanh và mình nghĩ là cái nhóm này giảm cũng không có quá nhiều ha cũng giảm ít thôi rồi thì hôm nay chúng ta là buổi sáng thì cái nhóm mà như thực phẩm cũng gọi là tăng tương đối tích cực nhưng sau đó thì cái áp lực chốt lời à, cũng diễn ra trên một cái diện rộng của cái nhóm này và cũng như là về cuối phiên thì chúng ta là cũng có những cái rồng nến và cũng như là cái nhóm này nó cũng à, bị áp lực chốt lời ha mình nghĩ là cũng gọi là giảm điểm chung à, thì nó ảnh hưởng bởi những cái cổ phiếu trụ như là Masan và SAB rồi chúng ta cũng nhìn qua sơ sơ về thế giới thì ngày hôm nay ta là thế giới thì với phiên sáng thì chúng ta là thị trường chúng ta tăng là ảnh hưởng bởi cái chỉ số của Dow Jones À, ngày hôm qua tăng và sau đó thì nó cũng ảnh hưởng đi đúng với những cái thực tế gì đang diễn ra và hiện tại thì đang những cái chỉ số của Dow Jones mà cũng như là chứng khoán Mỹ cũng đang giảm điểm tương đối ha. Còn các chỉ số của châu Á thì các bạn có chị thấy là cũng xanh nhẹ, à, cũng xanh nhẹ. Thì như vậy thì à, chứng khoán Việt Nam mình nó cũng có một cái lối đi riêng so với các nước còn lại ha. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ nhìn qua lại về cái chỉ số index à, để chúng ta đánh giá thì chúng ta hãy là thứ nhất chúng ta đập vào mắt thì mình nghĩ là các bạn thấy là một cái cây giảm điểm đó và mình cũng chia sẻ với mọi người thì những cái vùng của thị trường nó lanh quanh ở cái vùng 1245 đó, cộng trừ biên à, là cộng 10 thì cái vùng 1235 cho tới vùng 1255 đúng không? đó là cái vùng mà chúng ta có thể là xem xét cho tùy theo cổ phiếu mà có những cái điểm mua, tại vì à, cái khả năng à, với bây giờ mình nghĩ là cái chỉ số chúng ta là cái chỉ số về Fishing Index ở đây nó cũng đã giảm đi rất là nhiều đó từ cái lúc hưng phấn và bây giờ thì chúng ta là gì cái chỉ số của chúng ta là 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 cũng ở một cái mức bình thường đúng không? Mức ở trung lập rồi thì cho nên là mình nghĩ là với cái đoạn xoay quay như này và mình nghĩ là đây nếu như cái nhịp điều chỉnh này các bạn thấy là những cái vùng mà À, tầm à, quanh quanh ở cái vùng may này mình nghĩ đánh với đánh giá thì à, cũng sẽ là có những cái cổ phiếu rất là mạnh đó, mình nghĩ là có những cái cổ phiếu nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ mạnh đó. thì cho nên mình nghĩ là thị trường thì những cái vùng ở đây thì chúng ta cũng nên là có thể canh để đáng mua đúng không thì cho nên mình nói là về xuyên suốt về quá trình thị trường thì mình nói với anh chị bạn thì những cái vùng mà giao dịch nhiều của thị trường lanh quanh ở cái vùng 1280 này để mà vượt được 1300 mình nghĩ là cũng phải cần có một cái phiên À, những cái phiên tích lũy đúng không thì bạn thấy là đây là những cái phiên tích lũy thì trong quá trình tích lũy thì nó khi tích lũy quá lâu thì chúng ta hay là cũng sẽ có những cái nhịp rũ có thể là diễn ra thì bây giờ các bạn thấy là thị trường chúng ta đã có những cái phiên mà đâu đó là ở đây thì bảy phiên và những cái nền nó gãy xuống cái nền và tiếp tục đi xuống nhưng mà các bạn quan trọng là gì cái biên đỉnh và đáy trong ngắn hạn các bạn thấy là nó vẫn còn trong ở những trong cái biên này đó nó vẫn trong cái biên này thì cho nên là à, với những cái ngày tới mình nghĩ nếu như đâu đó đây là chỉnh về những cái biên đỉnh và đáy của thị của ở trong ngắn hạn thì mình nghĩ là cũng là một trong những cái vùng hấp dẫn là thôi tại vì chúng ta cũng đã nói với nhau thì à, những cái việc ở đây mọi người cũng cho rằng là thị trường sẽ vượt gần 1 300 phải không? Cho nên mình nói là cái việc ở đây thì thị trường hồi phục quá nhanh như thế này thì nó cũng sẽ có những cái sự rung rủ. Thì những cái sự rung rũ này mình thấy là đã 3 tuần rồi nè, các bạn thấy là tuần là tuần thứ ba đúng không? Để như vậy ba cái nến đã rung rủ thì cho nên là những cái vùng ở đây nó cũng sẽ là đáng mua nhất ha và đây là cái vùng đáng mua nhất cho nên là với hành động thì mình nghĩ là chúng ta sẽ xem xét tùy theo cổ phiếu mà chúng ta sẽ có những cái vùng mua tại vì bây giờ các bạn thấy là về giao dịch trong vài tuần trở lại đây thì cái trạng thái tâm lý của nhà đầu tư cũng khác nhau và cũng như là tình hình và cái trạng thái tài khoản của các anh chị của bạn cũng khác nhau thì cho nên là cái việc đưa ra cái quyết định mua hoặc là cắt lỗ đó là do cái tâm lý của chúng ta và cũng như là cái tình trạng cái tài khoản của chúng ta căng quá hay không đó thì trong cái quá trình xuyên suốt vừa rồi mình cũng nói với anh chị bạn đây là cái vùng cân bằng ấy gọi là cái vùng giao dịch nhiều cho nên là mình nghĩ là để mà được thì mình nghĩ là nó phải có một cái lực hấp thụ đó cho nên mình nghĩ là mình cũng khuyến nghị cho mọi người nên giữ cân bằng tài khoản để chờ đợi những cái nhịp ở đây à, rung rượu thì chúng ta sẽ tham gia và mình vẫn đánh giá những cái nhóm ngành mà cần quan tâm đó là cái nhóm À, ngân hàng thì ở đây các bạn thấy là ngày hôm nay nhóm ngân hàng nó cũng điều chỉnh về các vùng hỗ trợ thì các bạn anh chị có thể là chú ý những cái sự rung lắc này nó có thể diễn ra tiếp tục đối với ngân hàng nhưng mà mình đánh giá đây là một trong những cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh của nhóm ngân hàng rồi à, để mà giảm sâu nữa mình nghĩ là ngân hàng nó cũng hơi khó cho nên mình nghĩ là các bạn anh chị có thể chú ý vào những cái cổ phiếu như BID, à, Vietcombank cũng là một cái hỗ trợ đúng không? Đó, nó cũng đang là một cái hỗ trợ trong ngắn hàng cho uh, Vietcombank. Và các cổ phiếu như chúng ta thấy là cũng không chỉnh sâu, giống như mình thấy là công thư nó cũng không chỉnh. Mình thấy là nó uh, dù là thấy là một cái nến đỏ nhưng nó vẫn đang trong một cái vùng xoay quay thôi. Thì cho nên mình nghĩ là cũng không có một cái nhịp chỉnh gì xảy ra đối với các ngân hàng cả. Giống như các bạn thấy là ngày hôm nay các cổ phiếu mà giảm mạnh như là VBank đó, thì nhìn chung các bạn nhìn lại tổng quan thì nó vẫn là tích lũy đúng không? Chỉ có cái là chúng ta mua sai điểm thì chúng ta à, gặp nhiều rủi ro đối với cổ phiếu như thế này thôi. Rồi, tiếp tục thì chúng ta qua những cái cổ phiếu như SHB. Bên này là SHB cũng là một cổ phiếu đặc biệt thì mình cũng có nói trong phiên sáng. Đó, hôm nay nó giảm thì các bạn thấy là những cái vùng cực chán nó rơi về những cái vùng không đúng không cái vùng này các bạn thấy là cái chỉ số mà gọi là cực kỳ chán nạn của phía trên đất ở đây nó rơi vào những cái vùng quá cực chán à, quá chán gọi là quá chán luôn các như nha à, quá chán luôn thì cho nên mình nghĩ là đây nó cũng sẽ bắt đầu có những cái nhịp hồi có thể diễn ra đó cho nên là mình nghĩ là các bạn anh chị lưu ý với cổ phiếu SHB, đúng không? Còn với dòng chứng khoán thì mình cũng chia sẻ với mọi người thì đây những cái nhịp điều chỉnh thì sau khi hồi phục trong trung hạn thì nó gặp một cái kháng cự đúng không? thì gặp kháng cự thì cho nên là có khả năng nó sẽ điều chỉnh thì những cái nhịp điều chỉnh này các bạn thấy là nó sẽ rơi vào vùng đâu đó khoảng 60.9, 60.8 đúng không? gì dưới 61 một tí thì mình nói cụ thể về cổ phiếu ai thì cổ phiếu ai thì À, mình nghĩ là đây là một cái vùng nó cũng tương đối giống với ngành thì cho nên là cái khả năng à, thì mình cũng liên tục nói với mọi người thì đây những cái nhịp chỉnh của SI nó có thể diễn ra. À, thì cho nên là mình nghĩ là trong một tuần thì nó vẫn có khả năng nó nhúng thêm một nhịp nữa về đâu đó những cái biên này. Thì mình nghĩ là với SI đâu đó thì có thể là dưới 32 này mình nghĩ là có thể xem. Thì cho nên là mình nói tầm dưới 32 thì ở à, đâu đó cái biên hỗ trợ cũng tương đối mạnh cho SI nó có thể rơi vào vùng 31 này đó thì cho nên mình nghĩ là tầm dưới cái vùng uh, giao dịch biên đó, giao dịch biên trong đoạn này nó không phải là hỗ trợ cụ thể mà nó là một cái hỗ trợ trong trung hạn thì các bạn anh chị có thể xem xét trong cái vùng 31 32 cũng là một trong những cái vùng hấp dẫn cho dòng chứng khoán cũng là cổ phiếu ở đây cụ thể ha rồi những cái cổ phiếu khác thì mình nghĩ là nó cũng sẽ có những cái nhịp rũ tương đối uh, chính xác về những cái cổ phiếu như FTS này, BSI đó rồi thì đó là những cái vùng mà chúng ta cũng đã thấy với nhau thì chúng ta nhìn lại với những cái cổ phiếu về bất động sản thì mình nói bất động sản cũng là một trong những cái dòng có khả năng nó bị sẽ rung rũ và phải tích lũy trở lại thôi cho nên là mình nghĩ là các bạn anh chị cũng không quá vội đúng không thì đây mình nghĩ là nó vẫn có khả năng nó chỉnh về đây mình nghĩ là chúng ta đã nói với nhau thì cho nên là vẫn còn những cái mũi tên như thế này đó thì những cái cổ phiếu như mình nói là về như là Vinhome thì mình nghĩ là <laughs> à, để mà tích cực thì nó cũng phải cần có một cái nền còn chỉnh hay không thì đâu đó chúng ta phải xem xét còn những cái cổ phiếu như BDR này, đó đây, mình mình nghĩ là đâu đó quanh khu vực này chúng ta thấy là gì, à, đâu đó quanh khu vực 19, 20 gì đó thì mình nghĩ là chúng ta có thể xem xét được đối với lại à, BDR, đúng không? À, mình nghĩ là tầm khoảng dưới 20, à, dưới 20 thì chúng ta có thể xem xét cho BDR. Rồi, à, đất xanh cũng vậy thôi. À, đích thì mình nghĩ là hôm nay cũng có một cái rút chân rất là dài, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng sẽ có gặp áp lực trong khoảng một phiên tới và nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi cho cổ phiếu đích này Mình nghĩ là đây là một cái vùng cũng có thể là xem xét được đối với đích đúng không? À, thì mình nghĩ là trước đó mình cũng chia sẻ mọi người bắt đáy rồi à, thì với những cái đoạn này thì à, chúng ta cũng vẫn có thể xem xét được cho nên là mình nghĩ là đối với đích thì đây là những cái vùng có thể là tích lũy và cũng như là có khả năng nó sẽ hồi phục trong ngắn hạn và như là chúng ta hay hai cái chỉ số đầu tiên đó là cái chỉ số về à, chán nạn và hoàn lại nó đang có một trong những cái ngóc lên một cái thì nằm ở dưới rất là sâu một cái thì nằm ở dưới rất là là xa đúng không thì trước đó như vậy thôi bạn thấy thường là những cái vùng chán nản thì nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi nhịp hồi rồi à, thì đó là về bất động sản ha mình nghĩ là bất động sản chứng khoán đó là những cái nhóm ngành chính mà chúng ta cần quan tâm thì mình nghĩ là ngày hôm nay các bạn thấy là những cái cổ phiếu như DC World thì cũng là một cổ phiếu, dù là thị trường giảm mạnh nhưng qua cũng không giảm mạnh Thì cho nên mình nghĩ là cũng là một trong những cái cổ phiếu mạnh mà chúng ta cần theo dõi Giống như DABACO thôi, thì ngày hôm nay thì mình nghĩ là các bạn anh chị cũng có hàng hết rồi thì theo những cái chia sẻ của mình, thì tới đâu đó mình nghĩ là mình cũng kỳ vọng là những cái vùng như 31 này chúng ta cũng sẽ chốt lời Cho nên mình nói nếu như mà DABACO có giá trần thì mình cũng đặt sẵn ở cái giá trần để chốt lời đó nhưng mà các bạn thấy là đây là những cái vùng giao dịch nhiều thì nó cũng sẽ bị áp lực không? À. thì mình nghĩ là với thị trường áp lực thì những cái việc chốt lời nó diễn ra nhưng mà với ai đang nắm giữ thì mình nghĩ là cũng chưa có vấn đề gì cả chỉ có cái việc ở đây thì nó sẽ là một cái vùng ở trên vùng đỉnh thì tất nhiên các bạn thấy là đây nó không phải là điểm mua mà chúng ta chỉ canh là chốt lời thôi đúng không đối với cổ phiếu Dabaco thì chúng ta đó là chúng ta có thể thấy được những cái cổ phiếu thực phẩm là như vậy tại vì mình cũng nắm giữ Dabaco thì mình cũng chia sẻ với mọi người lại ha rồi chúng ta có thể là xem tục tục là những cái cổ phiếu dầu khí mình nói là các bạn anh chị đây những cái điểm mà như thế này các bạn thấy là à, khi nó hồi lên chúng ta cũng mong muốn mua lắm nhưng mà khi nó chỉnh là chúng ta thấy là chúng ta quéo ngay ở à, cho nên nó tại sao các bạn anh chị thấy là những cái vùng hỗ trợ t cộng này chúng ta có thể canh vào là như vậy à, còn đối với thị trường này thì mình cũng có nói với các anh chị bạn là trong những cái à, room đúng không những cái room mình cũng đã nhận định cho mọi người về à, những cái thị trường như thế này thì mình nghĩ là chúng ta cũng thấy được là gì, à, việc thị trường của chúng ta cũng đang trong một cái vùng à, tích lũy cho nên là để mà phá được thì nó cũng phải cần rất là nhiều thời gian. cho nên mình cũng có chia sẻ với mọi người thì cái biên độ định đáy nó vẫn còn rộng nè, cho nên khả năng nó tiếp tục tích lũy trước khi bước phá. Được không? nó sẽ tiếp tục tích lũy trước khi bước phá. Là các bạn thấy là gì? À, nó sẽ phải điều chỉnh, một là tích lũy, hai là phải điều chỉnh trong cái quá trình nó có thể điều chỉnh xảy ra. Thì cho nên là cái quá trình này mình nói là các bạn anh chị thấy là à, cái việc chúng ta chú ý ở cái hỗ trợ cộng trừ 10 ở cái biên 1245 thì cho nên là mình nói là ngày hôm nay là thấy là thị trường nó về 1245 thì nó có những cái cổ phiếu chúng ta có thể mua hay không đó thì các bạn anh chị vẫn lo ngại đúng không thì đây mình nghĩ là các cổ phiếu như DC4 này cũng là một cổ phiếu nó vẫn lanh quanh ở cái vùng mà chúng ta có thể theo dõi được thì mình nghĩ là đây là cái vùng tích lũy như thế này thì khả năng thì trong những cái nhịp tới nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi à, kỳ vọng là cái nhịp hồi ha tại vì bình vẫn đánh giá đây là cái hỗ trợ cho DC4 bật như hôm nay là hiện tại trong ngắn hạn với à, dù là tích lũy thôi nhưng cái chỉ số hoàn loạn của cổ phiếu này nó cũng lên ở một cái mức rất là cao thì cho nên là chúng ta có thể chú ý được, được không? thì như vậy thì chúng ta thấy là gì đó à, những cái chỉ số quan trọng như vậy chúng ta cần tìm kiếm những cái điểm mua chứ không phải là chúng ta lo ngại đâu các chị bạn, đúng không? Và ngày hôm nay mình thấy là cũng có rất là nhiều cổ phiếu mà như mình có chia sẻ với mọi người như TCD đó là cổ phiếu mình nghĩ là có một cái dòng tiền vào. Thì cho nên mình nghĩ là nó cũng chưa chạy ngay mà nó cũng sẽ là có những cái điểm mua đó, những cái điểm mua như mình chia sẻ với mọi người cụ thể ở trên những cái buổi livestream đó thì nó nếu như nó rung lắc các bạn thấy là trong phim nó cũng có những cái rung lắc về lại chứ lại ở quanh oh, quanh 5.15 5.2 đó cũng là một trong những chúng ta cũng có thể là à, vào mua được đúng không và đặc biệt hơn mình nói với liên tục với mọi người thì chúng ta nên theo dõi về các cổ phiếu về dòng à, ngân hàng đúng không về dòng ngân hàng nếu như có những cái cú rũ thì chúng ta mới bắt ha? Đó, ok rồi thì đó là những cái góc nhìn mà chia sẻ về thị trường cho các anh chị và bạn mình nghĩ là trong cái đoạn này chúng ta đừng bán rẻ và chúng ta nên cân nhắc cho cái việc nên mua à, vì mình nghĩ là đây là những cái nhịp điều chỉnh cần thiết và cũng như là chúng ta nhìn về thị trường thì nó cũng là một trong những cái điểm uh, siết lại đúng không? Uh, siết lại cái Bollinger band. À uh, Bollinger band ở đây thì đây là những cái vùng siết để cho các bạn anh chị cũng có thể là uh, giao dịch ha. Tại đây những cái vùng mà chúng ta có thể cân nhắc. Rồi, uh, đây là những cái mình nghĩ là nhờ thị trường có những cái cú rung rũ như thế này chúng ta có mới mua được những cái vùng giá tốt để cho các bạn anh chị theo dõi nha à, các bạn anh chị cần cổ phiếu nào có thể theo dõi cụ thể hơn thì mọi người cứ gọi là comment ở dưới cái video hoặc là các bạn anh chị có thể là chat trực tiếp với mình qua cái zalo với cái số điện thoại là 0986350563 còn các bạn anh chị thấy những cái chia sẻ của mình hữu ích thì mọi người nhớ cho mình một cái like, một cái share và thả mình một cái tim ở dưới phần bình luận. Đó, còn có cổ phiếu thì mọi người cứ cụ thể hóa là để mình cũng có thể là chia sẻ mọi người về cái điểm mua, điểm bán cho nó cụ thể nhất và chúng ta có thể tương tác tốt nhất. Đó, và đặc biệt mọi người đừng có quên cái ID của mình nha, tại SI 1791 và VBS là X530 các bạn anh chị mà chưa có thì chúng ta có thể mở tài khoản mới và um, nếu có rồi chúng ta có thể là chuyển về đội mình ha. Và bây giờ thì mình bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Đặc biệt là live stream vào sáng ngày mai. không? 10 hai 20 phút. Mình nghĩ là với thị trường như thế này thì chúng ta cũng sẽ đúng giờ để chúng ta giao dịch với nhau. Và khớp là liên tục để cho chúng ta có những cổ phiếu nào cần theo dõi và hấp dẫn ha. Và bây giờ thì mình bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.